Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên cành nó. Người lại phán rằng: Ta sẽ so sánh nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như nấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối bột đều dậy men. Vun trồng hạt yêu thương. Nước Thiên Chúa chính là hạt cải. Hạt yêu thương được ươm gieo trong trái tim con người. Nước ấy có lớn rộng hay không là do sự cộng tác của con người. Thiên Chúa luôn mang đến trần gian những điều thiện lành. Bổn phận của người tín hữu là lan tỏa những điều ấy làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Cũng vậy, nấm men dù rất nhỏ chịu hòa trộn tan biến để khơi dậy hương vị sống. Men ấy đang được ủ trong tâm hồn bạn và tôi. Chúng ta cùng nhau kết nối yêu thương, làm cho cuộc sống bớt đi sự chai sạn, ù lì mà gia tăng niềm tin yêu hy vọng. Bớt đi bóng tối giả dối mà rạng sáng niềm vui tin mừng. Được gieo vào lòng đất, rồi một chiều đất sẽ chôn vùi hạt cái ơi. Rồi một ngày khi trần gian mê đắm say trần gian, rồi một chiều hoàng hôn loang Cheers.